các bạn nhé. Bạn ơi, hôm nay gia đình nhà mình lại đi xuống đây lại làm món ăn đồ biển các bạn ạ. Hôm nay gia đình nhà mình lại đi làm món hàu nướng các bạn ạ. Thì hôm nay gia đình nhà mình đi về ngày cuối tuần các bạn ạ, lại xuống cái chỗ đây, quang cảnh nó đẹp các bạn ạ, yên tĩnh các bạn. Nên là gia đình nhà mình hôm nay lại tiếp tục một cuộc hành trình và trải nghiệm của tem trong gia đình nhà mình xuống đây để nướng hàu và hấp hàu nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi, mình bắt tay mình dóm bếp này, mình sẽ sơ chế những cái món ăn này nhé các bạn nhé. Bạn hãy cùng theo dõi với gia đình mình cùng nhau làm nhá. Đây các bạn ơi, gia đình mình đã chuẩn bị hết đồ ấy nha các bạn nhá. Đây một cuộc trải nghiệm mà một ngày sinh tồn của gia đình mình tiếp tục lại ở dưới đây nha các bạn nhá. Giờ mình sẽ đi mình dọn bếp các bạn. Đây cái chỗ mình dọn bếp mỗi hôm nha các bạn. Mặt nước hồ các bạn rất là đẹp nhá. Mình sẽ đi mình dọn bếp nha các bạn nhé. Các bạn ơi, lửa bắt đầu cháy nhá. Các bạn ơi, cái món hàu hấp của gia đình nhà mình nha các bạn nhé. Các bạn mình phải kê lên này để mình ấy đi các bạn, đốt nhá. Thank you.
Em. Các bạn nhìn món hàu hấp của gia đình nhà mình các bạn. Đã bắt đầu sôi nhé các bạn nhá. Đây các bạn ơi, đây gia đình nhà mình đã xong một mẻ nhé các bạn nhá. Bây giờ gia đình nhà mình đã chiến dần các bạn cho nóng các bạn ạ. Đấy, đã xong một mẻ các bạn. Cái kia vẫn đang hấp tiếp một mẻ nữa nhé các bạn nhá. Bây giờ gia đình nhà mình chiến trước một mẻ nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy gia đình nhà mình đi du lịch, đi trải nghiệm, các bạn nhìn thấy vui chưa? Đấy, rất chi là ngon các bạn. Đấy, gia đình nhà mình chuẩn bị hết rồi nhé các bạn nhé. Đây nhé các bạn nhé, đây là mẻ thứ hai các bạn ạ. Các bạn ạ, đây là mẻ thứ hai gia đình nhà mình nhé. Hôm nay ăn chán hầu thôi các bạn. Đấy các bạn. Đấy. Đây các bạn ơi. Đây là bát nước chấm các bạn nhé. Đây là bát nước chấm mùi tạp này các bạn. Mùi tạp ấy. Đây là lạc này. Đây là hành khô nhé các bạn nhé. Chanh nhé. Đấy. Gia đình nhà mình đã chuẩn bị hết rồi các bạn. Đây là cái món này để tí gia đình nhà mình ăn mì các bạn. Xúc xích với thịt bò nhé các bạn nhé. Để tí nhà mình ăn mì. Bây giờ gia đình nhà mình lại chiến cái hàu ở trước các bạn ạ. Đây là cái nước mùi tạp nhé các bạn nhé. Mình đã pha nhé. Mình vắt chanh vào đây các bạn ạ. Ăn rất là nóng các bạn. Bây giờ gia đình nhà mình xin phép mời các bạn ăn cùng với gia đình nhà mình nhé. Đây các bạn ơi. Đây nhá, mình thưởng thức nhé các bạn nhé. Ăn cho ít mùi tạp vào này các bạn ơi. Mùi tạp này. Đấy. Vắt một ít chanh các bạn nhé. Chanh này. Chanh chua này. Đây các bạn nhá. Xin mời các bạn nhá. Mình thưởng thức nhé các bạn nhá. Tuyệt vời các bạn. Ngon lắm. Rất ngon các bạn. Đây các bạn ơi. Rất chi là ngon các bạn. Cái mùi tạp các bạn nhé, cưới vào, bắt một ít chanh tươi nhé các bạn nhé, một ít hành khô các bạn, tuyệt vời các bạn, đây, xin mời các bạn nhé, đây các bạn, mời các bạn nhé, ngon. Các bạn ơi, bây giờ mình mang cả thịt trâu rừng đi ăn nhé các bạn nhé. Thịt trâu bác bếp nhé. Rất chi là ngon các bạn. Đây các bạn, ngon chưa? Mình chú một miếng nhé. Ngon lắm các bạn.
vời các bạn. Đây. Rất ngon. Mùi giảm nó tông vào mũi các bạn. Ngon quá. Tuyệt vời các bạn. Ngon quá các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Đang rét rét này ăn nóng và phát sông tận mũi các bạn ạ. Rất ngon các bạn. Tuyệt vời. Đây các bạn ơi, mình thử một con hàu lóng nhé các bạn nhé. Con này vừa mới xuống bếp các bạn ở đây. Con này vừa cho trên bếp xuống nhé các bạn nhé. Đây mình cho ít mùi tạp này các bạn. Đây cái mùi tạp mình pha chanh nhé. Đấy. Mùi tạp này. Đây là lạc nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là hành khô các bạn. Hành khô này. Còn đây là rau thơm các bạn nhé. Đây là rau thơm này. Mình vắt thêm cái chanh chua nha các bạn nhá. Ăn phải chanh chua mới ngon các bạn. Đấy. Mình ăn cay được nên mình phải cho thêm ít mùi tạp các bạn. Đấy. Xin mời các bạn nhá. Các bạn thưởng thức với mình nha. Đây các bạn. Mình thử một con nóng nha các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Đây là nguyên liệu để nấu mì nhà mình nha. Cay quá các bạn, chảy nước miếng, chảy nước miếng các bạn. Cay à? Nó sông lên. Ở đây là có con rau. Rau đâu mà rau. Ngoài nó các bạn, mỗi tuần nó cay quá, nó sông lên mũi các bạn. Có nghĩa là nó giảm cái sự rét đi các bạn. Ôi tôi buộc canh nhỉ. Còn ngon quá. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đây là mì xức nha các bạn nhá. Đây là mì mang của mì tôm nha các bạn nhá. Mời các bạn đây. Ăn mì với mình nha. Cô mời các bạn đây. Mời các bạn ăn mì với mình nha.
Ngon không? Các bạn ơi, sau bao ngày vất vả các bạn ạ, cứ cuối tuần gia đình nhà mình lại về cái nơi này các bạn ạ. Trải nghiệm mà sinh tồn đây các bạn ạ, và một ngày ở đây cho nó vui vẻ các bạn ạ. Nên là cho hết các đại ca mình đi, dịch bệnh nó nhiều ấy, nhưng cho về đây nó yên tĩnh các bạn ạ, sạch sẽ, không khí trong lành các bạn ạ. Đi nó mệt mệt như này, mỏi mỏi này thì các đại ca nhà mình mới ăn được các bạn ạ. Nên là mình tuần nào mình cũng cho về đây các bạn ạ, cho nó biết cái sự khổ sở các bạn ạ, không ở nhà mãi sướng bao bọc quen này các bạn, cho ra đây cho thử mùi đời các bạn ạ. Nên là xuống đây cho ăn khổ này các bạn ạ, nên là sẽ ăn được khỏe này, đấy, chơi được vui các bạn ạ, không dịch bệnh các thứ linh tinh, không được va chạm nhiều các bạn ạ. Nên là tuần nào gia đình nhà mình cũng cho về đây các bạn ạ. Nên là hôm nay gia đình nhà mình đã về đây thì bây giờ cũng đến giờ mình cho có con về rồi ấy. Thì xin phép với các bạn là mình dừng video đây nha các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào các bạn. Thank you.